À, vâng xin chào các anh chị các bạn à, xin chào mừng các em à, xin chào tất cả mọi người đang theo dõi kênh uh, PA online của tôi à, tên tôi là nguyễn phan anh là giảng viên đại học một chuyên gia về uh, digital marketing và uh, chuyên đào tạo cho các cái đối tượng là CEO, uh, CCO, CMO và những cái uh, quản lý cấp cao à, ngoài ra thì tôi cũng có những cái khóa học uh, chuyên về uh, marketing online bán hàng online À, tôi cũng đi tư vấn cho các khách hàng là các doanh nghiệp và các cái đơn vị à, có nhu cầu đào tạo, có nhu cầu mà xây dựng chiến lược kế hoạch kinh doanh. À, thế thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ với anh chị và các bạn một cái kỹ năng à, nhỏ đó là kỹ năng thuyết trình đỉnh cao à, chữ cao tôi để trong ngoặc kép cho nó vui à, chữ cao là phải biết bằng chữ c đúng không ạ? À, có lẽ là các bạn thì cũng đã lên trên youtube hay là trên google các bạn search thậm chí là trên tiktok các bạn xem à, có rất nhiều người khuyên các bạn có những cái video bài học nói về kỹ năng thuyết trình Thế nhưng mà đây là một cái video được Làm Được chia sẻ kinh nghiệm bởi một giảng viên đại học Tôi đã đứng giảng đường đến bây giờ là 14 năm 14 năm giảng đường đại học Và, và thứ hai nữa là tôi đã đi giảng cho doanh nghiệp được Hơn 10 năm Tôi đã đi tư vấn cho hàng trăm khách hàng Thế thì chúng ta đi tư vấn khách hàng cũng chính là chúng ta đang thuyết trình À, chúng ta đi xin việc, chúng ta đang thuyết trình về bản thân, à, chúng ta đi giảng bài, à, chúng ta à, chia sẻ ý tưởng với đội nhóm của mình đều là các kỹ năng thuyết trình. Đó. Thế Thì các bạn có thể nhìn thấy cái ảnh tôi đang giảng cho đối tượng là các anh chị là các giám đốc kinh doanh à, trong một cái lớp học về giám đốc kinh doanh, giám đốc marketing hay là giám đốc bán hàng hay là giám đốc điều hành tôi có tham gia vào những cái à, chương trình đào tạo như vậy và Thế thì bài viết này sẽ nói ngắn gọn Video này sẽ hướng dẫn một số những cái kỹ năng cơ bản Để có được một cái bài thuyết trình hay hấp dẫn Chuyên nghiệp đỉnh cao đúng không? Để các anh chị có thể nhìn thấy Đây tôi sẽ cho cái này sang đây Sẽ nhìn thấy Đó để tôi đang đứng giảng Chỗ này cũng khoảng độ 6-70 học viên Các anh chị có thể nhìn thấy đúng không ạ? Thế đầu tiên là về thuyết trình có nghĩa là gì? Thuyết trình ở đây thì chúng ta có thể hiểu nó là một quá trình Mà chúng ta tác động đến nhận thức của khán giả Của người xem, của người nghe Và giúp cho cái người xem, người nghe đó Có thể thay đổi nhận thức, thay đổi hành vi của họ Thí dụ như là tôi đang thuyết trình bằng video như thế này Và giọng của tôi thì các bạn thấy là nó cũng rất là đặc trưng, hơi khàn một chút Để do bệnh nghề nghiệp tôi cũng phải nói rất là nhiều Giảng dạy ở trên lớp, và giảng dạy cho doanh nghiệp Giảng dạy cho uh, Các cái học viên, các cái CEO Vân vân, cái giọng của tôi nó rất là đặc trưng Và thực ra nếu mà giọng của tôi Ấm hơn và tốt hơn thì cũng là uh, Giúp cho cái việc quảng uh, Giúp cho cái việc thuyết trình nó cũng sẽ trở nên hay hơn Đúng không ạ? Đấy là cái điều kiện cần Và thế thì những cái việc Mà chúng ta cần chuẩn bị trước khi thuyết trình Để có được một cái buổi thuyết trình tốt Một cái buổi thuyết trình xuất sắc Đúng không ạ? Thì trước hết là chúng ta cần phải biết được đối tượng người nghe khán giả của chúng ta là ai đúng không ạ có thể là doanh nghiệp có thể là doanh nhân có thể là sinh viên có thể là một đối tác nước ngoài có thể là một nhóm đồng nghiệp có một một cái cuộc họp rất quan trọng với cấp trên với chính phủ vân vân có thể là tôi trình bày trong một cái hội thảo khoa học quốc tế rất nhiều các sự kiện các tình huống sự kiện đối tượng người nghe là khác nhau thì chúng ta chắc chắn rằng là chúng ta phải biết chính xác đối tượng người nghe là ai, tầm của họ, đẳng cấp của họ, yêu cầu của họ, đúng không ạ? thì từ đó chúng ta sẽ đưa ra được những cái sự chuẩn bị phù hợp nhất, đó. và khi chúng ta biết họ là ai thì chúng ta cũng có thể lựa chọn được trang phục, à, lựa chọn được phương pháp tiếp cận, lựa chọn được ngôn ngữ, lựa chọn được à, những cái vấn đề mà chúng ta đích đưa vào trong cái bài thuyết trình của chúng ta sắp tới đây, đúng không ạ? Vâng tiếp theo là nội dung cũng như là cái mục đích của người nghe nội dung của người trình bày và mục đích của người nghe họ đến đây họ nghe cái gì hội thảo gì đúng không ạ sự kiện gì à, chương trình bán hàng gì à, đào tạo cái gì tư vấn cái gì vân vân rất nhiều các dạng thức và mục đích họ muốn đạt được là gì người nghe sẽ cảm thấy thỏa mãn nếu như họ đạt được mục đích họ đạt được mục đích đúng không ạ và à, cái giá trị họ nhận được là gì đấy Nha, thì chúng ta sẽ viết các câu hỏi ra à, và viết các câu trả lời ra theo cái ý mà tôi gợi ý ở đây được chưa ạ? Sau đó thì chúng ta sẽ lựa chọn cái phong cách trang phục đúng không ạ? Và phong cách nói chuyện. thí dụ như là mình mặc đồ xui com lê sơ vi hay là đồ jean hay là những cái đồ trang phục phù hợp với cái bối cảnh của người nghe với cái sự kiện. Thí dụ như một cái sự kiện trang trọng thì chúng ta nên mặc đồ à, Âu đúng không ạ? Đối với đàn ông như com lê áo sơ mi thắt cà vạt, à, vuốt keo vuốt tóc rất là lịch sự, đầu tóc gọn gàng sạch sẽ như thế này. Đấy, râu ria cạo rất là nhẫn nhụi, ví dụ như thế. thế. đối với nữ thì đầu tóc là chải chuốt, là làm kiểu, mặc váy đầm, mặc com lê rồi mặc những cái trang phục phù hợp với những cái sự kiện sang trọng đúng không ạ? Thế còn nếu mà chúng ta đến một cái buổi mà nó thân mật hơn, nó à, vui vẻ hơn thì À, chúng ta cũng có thể lựa chọn những cái trang phục mà à, không cần thiết phải là à, quá là à, không cần thiết phải quá là xịn sò, đúng không ạ không phải quá là đẹp Đấy, hoặc là chúng ta là sếp, chúng ta nói chuyện với nhân viên thì cũng bình thường thôi à, đúng không chúng ta có thể là làm cái mặc một cái quần jean một cái áo thun à, không cổ hoặc có cổ đó cái lựa chọn phong cách này nó phụ thuộc vào cái đối tượng mà chúng ta trình bày cái nội dung mà chúng ta trình bày cái cái sự kiện mà chúng ta dùng trình bày đúng không ạ à, ok tiếp tục đấy là chúng ta cũng tìm hiểu kỹ về thời gian địa điểm để chúng ta có một cái sự chuẩn bị à, cho cái sự kiện đó cho cái buổi thuyết trình đó đúng không ạ à, vâng và, và chúng ta cũng sẽ chuẩn bị những cái vật dụng hỗ trợ ví dụ như máy tính này slide này powerpoint đấy đúng không ạ à, hay là những cái hình ảnh hay là những cái video À, chúng ta chuẩn bị cái bài nói à, rất là đẹp, rất là chuyên nghiệp, rất là xuất sắc. À, rồi chúng ta thêm những cái hình họa minh họa. À, các bạn để ý ví dụ như Apple họ thuyết trình đúng không ạ? Họ thuyết trình bằng hình ảnh rất đẹp, à, bằng hình ảnh rất đẹp. Rất ít những cái, cái 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 phần về ngôn ngữ phần text như chúng ta thấy họ chủ yếu sử dụng hình ảnh. Thế còn ở đây tôi đang gần như tôi đang giảng bài cho các bạn thì tôi sẽ cố gắng là gạch một vài cái gạch đầu dòng để các anh chị dễ dàng theo dõi à, kết hợp với lại body language tức là ngôn ngữ cơ thể đúng không tôi vung tay vung chân tôi đưa ánh mắt nhìn à, tôi cười tôi nói tôi lấy những cái ví dụ à, tôi lên giọng tôi xuống giọng đó thì những cái đấy người ta gọi nó là body language tức là ngôn ngữ cơ thể ngôn ngữ cơ thể cho chúng ta biết rằng là cái người này có tự tin hay không cái phong cách của người này có nhiều năng lượng hay không có nhiệt huyết hay không rồi à, chúng ta phải có sự eye contact tức là à, giao tiếp bằng ánh mắt đúng không ạ tôi nhìn vào bạn tôi cười với bạn tôi đặt câu hỏi với bạn tôi tương tác với bạn đúng không ạ tôi có thể có những cái động tác như thế tôi có thể có những cái nháy mắt tôi có thể có những câu nói đùa à, tôi có thể à, lúc thì khoanh tay đúng không ạ lúc thì suy nghĩ lúc thì thế này thế kia lúc thì tôi để tay vào đầu tôi bảo các bạn phải thế này các bạn phải thế khác ok hoặc là cái động tác tôi đưa ra đúng không ạ vâng xin chào À, mời em vân vân đấy những cái động tác nó nó rất là chuẩn mực đó thì cái đấy là gọi là body language tức là ngôn ngữ cơ thể à, chúng ta có phải hoặc là chúng ta phải chuẩn bị một cái chất giọng nó à, cái chất giọng nó được trong được êm được à, to được nhiều năng lượng và tôi đang cố gắng nói nhiều năng lượng nhất nhưng mà giọng của tôi thì nó cũng bị mất giọng nó bị khàn do à, đây người ta gọi là bệnh nghề nghiệp đi giảng là 14 15 năm rồi đó thế thì nhưng mà cái phong thái đúng không ạ vẫn không thay đổi cái sự nhiệt huyết cái sự chia sẻ với các bạn trẻ và tôi cố gắng làm nhiều cái video để chia sẻ với các anh chị và các bạn trên cái kênh PA Online của tôi để mà chia sẻ với mọi người và giúp mọi người với tôi cũng có lấy cái gì của mọi người đâu đúng không ạ mọi người xem mọi người thấy hay mọi người học được cái điều gì đó sau này mọi người có cần đến tôi tư vấn và trợ giúp định hướng cho công việc cho kinh doanh thì cứ liên hệ với tôi đúng không ạ vâng À, cẩn thận hơn nữa thì chúng ta sẽ cần phải có uh, sự chuẩn bị trước diễn tập trước đúng không ạ à, chúng ta nói chúng ta chuẩn bị slide chúng ta có thể những cái buổi họp quan trọng chúng ta sẽ để uh, cho đồng nghiệp đánh giá vân vân đó rồi thế rồi chúng ta cũng sẽ uh, tập dượt một vài lần à, sau đó thì chúng ta chuẩn bị hết đồ đạc trang thiết bị ok ngon lành cành đào đặc biệt là gì đầu tư vào slide đúng không ạ đẹp chuyên nghiệp xuất sắc Đấy thứ hai nội dung các ví dụ các thứ mình chuẩn bị nói thứ ba ngoại hình thứ tư giọng nói đúng không ạ thứ năm là biết rõ về đối tượng khách hàng vân vân đấy thì à, chúng ta sẽ thấy rằng là à, khi chúng ta lên lớp chúng ta sẽ bắt đầu như thế nào chúng ta bắt đầu một cái buổi thuyết trình thì chúng ta sẽ như thế nào à, đầu tiên là chúng ta nên chào hỏi à, và làm nóng cái không khí thứ hai là chúng ta sẽ giới thiệu về bản thân bởi vì chúng ta không giới thiệu về bản thân thì à, khách hàng hoặc là những người học hay như là những người mà ở bên dưới không biết ta là ai, không biết ta giỏi như nào, không có thể không ngưỡng mộ ta thì à, điều đấy làm cho ta bị thiệt thòi trong cái quá trình mà chúng ta ta thuyết trình. Nội dung thứ nhất là chào hỏi và làm nóng. Đấy. và có một cái cách mở đầu ấn tượng đúng không ạ? Nội dung thứ hai đó là giới thiệu về bản thân và nội dung thứ ba là sẽ nói về nội dung outline ấy, hay còn gọi là đề cương 1 2 3 4 5. 67890 tôi sẽ trình bày với các anh chị và các bạn trong cái buổi hôm nay gồm những cái gì và sau đó đi vào từng thứ từng thứ từng thứ đó có những lúc lên giọng có những lúc xuống giọng có những lúc vui vẻ có những lúc uh, cay nghiệt có những lúc mà nghiêm túc nhưng có những lúc lại cười đùa để tạo ra những cái sắc thái trong quá trình trình bày đúng không ạ và và di chuyển di chuyển áp sát vào đối tượng để tăng cái tính tương tác mạnh lên đấy và sử dụng body language, sử dụng eye contact liên tục đúng không? và trình bày những cái thông tin quan trọng nhấn nhá vào, lặp lại đúng không? bắt phải ghi chép vân vân quan sát thái độ của của người nghe người xem xem họ phản ứng như nào họ đồng tình với mình như nào mình phải ô oh, cảm ơn anh rất là vui đúng không? người ta không đồng tình ô oh, tại sao anh không đồng tình? xin anh cho biết ý kiến à vâng ý kiến của anh rất là tốt tuy nhiên nhưng mà thế này thế này đó thì chúng ta sẽ Tạo ra cái sự tương tác Và chúng ta quan tâm đến họ Chúng ta lắng nghe họ Chúng ta trao giá trị cho họ Hãy nhớ rằng họ bỏ thời gian Bỏ tiền bạc đến đây để họ nghe Thì hãy trao giá trị được cho họ Đúng không? Cũng giống như cái video này Các anh chị học Xong các anh chị ghi được những cái ý kiến quan trọng Những cái lời khuyên quan trọng Trong kỹ thuật thuyết, thuyết trình Đúng không? Thì mình sẽ có được cái, cái khả năng thuyết trình tốt Thì chúng ta hãy nhớ là như vậy Được chưa ạ? Vâng và chúng ta hãy sử dụng ngôn ngữ phù hợp với đối tượng Ví dụ như giới trẻ thì mình sử dụng ngôn ngữ trẻ Với những người mà lớn tuổi mình phải sử dụng ngôn ngữ trang trọng Với doanh nhân thành đạt thì mình phải sử dụng những ngôn ngữ Trong gọi là business style Tức là phong cách của doanh nhân, phong cách của chính trị gia Khi viết báo thì mình phải viết nó nghiêm túc Còn khi viết status trên 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 Facebook thì chúng ta có thể vui vẻ Không có một cái 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 format tức là không có một cái định dạng cụ thể đó nhá. lấy những cái từ ngữ rồi sử dụng những cái từ đắt. Đấy, ví dụ sinh họa sinh động và um, kèm theo những hình ảnh, những video là thực sự đã đắt bởi vì người ta nói rằng là một lời nói còn hơn uh, hàng ngàn cái cái suy nghĩ, còn một cái hình ảnh thì hơn vạn cái lời nói và một cái video thì hơn hàng nghìn cái hình ảnh. Đó nhá. Chúng ta cũng sẽ tạo ra những cái điểm nhấn những cái lúc mà ngừng rồi lúc đặt câu hỏi lúc mà tương tác tạo những không khí sôi động vân vân Được chưa ạ? Vâng và sau đó thì chúng ta sẽ đến cái phần kết thúc của cái bài trình bày của chúng ta thì chúng ta sẽ tóm tắt lại những ý quan trọng chúng ta sẽ giao việc cho cho, cho khách hàng hay là cho học sinh hay là cho nhân viên của mình chúng ta chốt lại các vấn đề và sau đó thì chúng ta sẽ cảm ơn chúng ta sẽ Uh, chia sẻ chúng ta sẽ nói những cái lời mà uh, nếu như mà anh chị có bất kỳ cái yêu cầu gì hay có bất kỳ những cái trao đổi gì thì hãy để lại những cái comment đúng không ạ? Và đưa những cái thông tin uh, đưa những cái thông tin liên hệ ở trong này. Đó và chúng ta phải chốt được vấn đề trong cái buổi thuyết trình đó. Chúng ta đã trình bày cái gì, chúng ta mong muốn đạt được cái gì, hai bên cần làm được những cái gì. Đó và hiểu nhau, làm rõ các cái vấn đề ra. Đấy và cái ngôn ngữ cái phong thái và cái, của bản thân cái sự chuẩn bị càng kỹ lưỡng à, về mặt slide về mặt ngôn ngữ về mặt bài viết à, về mặt cách nói chuyện đúng không về mặt hình ảnh đấy, và sự hiểu biết sâu rộng đối với cái lĩnh vực mà mình đang thuyết trình là điều quan trọng nhất và và nếu như các bạn cần được sự tư giúp à, trợ giúp thì hãy liên hệ với tôi ở địa chỉ số điện thoại và zalo là 0989 tám à, facebook.com sở phan anh lai thì tôi sẽ cố gắng tóm tắt cái video cái kỹ năng này ngắn gọn như vậy thôi chứ còn nếu mà dạy trên lớp thì có thể lên 3 buổi 5 buổi mỗi buổi 3 tiếng mới xong đúng không rồi thế tôi xin phép được nhấn mạnh lại là kỹ năng thuyết trình nó gồm những cái gì một là hiểu về khách hàng hiểu về người nghe người xem đúng không là ai họ cần gì hai là xác định nội dung cần truyền đạt các giá trị cần trao đi thứ ba hiểu về tầm quan trọng của sự kiện này đối tượng mình đã biết rồi thứ tư đấy là cái chuẩn bị cái tác phong trang phục và những cái đồ dùng vật dụng thứ sáu đấy là chuẩn bị cái slide và những cái phần hình ảnh phần video thuyết trình rất là đắt rất là xịn rất là chi tiết đúng không và thứ sáu đấy là chúng ta tập dượt trước khi đến thứ bảy là khi trình bày thì chúng ta À, có trình bày có thứ tự có logic à, có cái năng lượng có cái body language có cái eye contact rất là tốt body language là ngôn ngữ cơ thể và eye contact là giao tiếp bằng 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 ánh mắt và tạo cho khách hàng cảm cảm xúc và những cái giá trị và họ thấy là sự nhiệt tình sự uyên bác sự thâm uh, nho thâm của mình đó. sự uyên thâm của mình đó và trong quá trình trình bày thì chúng ta sẽ chốt 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 từng các vấn đề và cuối cùng là chúng ta sẽ chốt lại tất cả các vấn đề tôi đã trình bày và hai bên sẽ đến thảo luận và làm rõ các vấn đề cần tiếp theo và sau đó thì để lại những cái thông tin liên hệ và chúng ta cảm ơn người nghe cảm ơn người xem đã xem cái video này hay là xem cái bài này hay nghe cái bài thuyết trình này và hy vọng họ đã có được cái buổi thuyết trình có một cái buổi lắng nghe rất là tích cực và nhận được những cái giá trị nào đó vâng cuối cùng là chúng ta say thank you say goodbye rồi xin chào hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong video tiếp theo của kênh pa marketing và pa online bye bye